Kasi yara. Chào tất cả anh em nhé. Nay đi thì lúc đầu cũng có lãi một tí đấy, nhưng mà sau thì bị hút lại, đổi hai máy đấy, sau nó lỗ liên tục, lỗ dền liên tục luôn, toàn dưới 100 rồi. May gỡ lại được, hôm qua ngồi máy, ngồi từ đầu đến đuôi luôn, nó lỗ có hai phát bé, thua gần 3 man. Hôm nay gỡ lại 3 man, thua mất tầm hôm qua trừ đi, mà hôm nay thua mất tầm 4 sen. Nhưng mà chính ra hôm qua mà biết ăn non đi về sớm thì mà thua một tí, nhưng mà về sớm cũng được. Nhưng hôm nay gỡ được hơn 3 man, nhưng mà hơn 3 man một tí, 3 man 6, nhưng mà tính ra vẫn bị thua, thua 4 sen, có thể cũng được. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Bánh thì ăn non rồi, hôm nay mình cũng thấy ăn được tiền, được tầm 3 man rồi thì mình cũng đi về đây. Chào mọi người nhé, hãy đăng ký kênh của mình nhé.